Hồng sẽ chiến đấu với màu xanh lá cây trong thử thách mới của chúng tớ. Bắt đầu thôi nào. Mary và Kate đã sẵn sàng. Ôi, cái gì đây? Sô-cô-la. Ai cũng hài lòng bắt đầu vào cuộc thi với nó. Kate đã nhai. Nhưng Mary thậm chí còn không chạm được vào KitKat của mình. Nhưng cậu ấy có một lý do. Đối với Mary, nó quá nhỏ. Bây giờ tốt hơn nhiều rồi đấy. Ôi, Kate đã thấy mình đã phạm sai lầm rồi. Cậu ấy đang rất là tiếc. Nhưng Mary sẽ không dừng lại ở đó. Ôi không, phải cẩn thận. Và Kate đã ở lại một mình với cả chiếc kẹo của Mary. Hay là làm nó to hơn. Bam. Ôi, không phải là một ý tưởng quá tốt. Nhìn đẹp mắt không? Giống hốc hay là con ếch? Lần sau, hãy nghĩ trước khi hành động với ý tưởng lớn nhé. Mở mắt ra đi các cô gái. Có một cái gì đó tuyệt vời trước mắt bạn. Đó là pizza. Pizza xanh trông không thực là được lắm. Trông thật là đáng sợ. Mary muốn một điều. Để thức dậy và kết thúc nhanh chóng. Hình như là có quá nhiều rau. Mary bắt đầu hòa vào thiên nhiên rồi đấy. Thôi, đừng bận tâm. Soda sẽ chống lại bất cứ điều gì. Bây giờ, tiếp tục nào. Kate đã chuẩn bị đầy đủ để tận hưởng từng vết cắn một. Nhưng đáng buồn là nó hết quá nhanh. Nhưng còn một món ăn cuối cùng. Cuối cùng nhưng không kém quá phần quan trọng. Nó rất là chặt phải không? Nhưng Kate cũng cứng đầu. Ôi trời ơi, tất cả chúng ta đều biết điều này sẽ kết thúc như thế nào mà. Thật là mát mẻ. Đó là một hạt xanh sao? Và một màu hồng. Kỳ lạ thật đấy. Chỉ cần một chút nước theo ý kiến của cậu. Thật đẹp. Một bông hoa kỳ diệu cũng ăn được. Nó được làm từ đường sao? Mary cũng muốn lặp lại điều đó. Bây giờ chỉ cần bắt chước theo tất cả các bước mà bạn làm. Đợi một chút. Chắc là hai hạt khác nhau hay sao ấy. Đó không phải là hoa hồng. Mary sẽ không dừng lại trước cây xương rồng gai. Có một ý tưởng. Đầu tiên cậu ấy chỉ cần cho một ít kem vào thôi. Và dùng dao cạo, cạo hết cả gai đi. Mary kỹ lưỡng trong công việc của cậu ấy và được thưởng một cách đáng yêu.
Đây có thể là kẹo gummy tốt nhất. Tốt lắm. Kate, màu xanh không phải là một màu tốt cho cậu đâu. Mary đã mong muốn một cái gì đó ngon hơn, nhưng không phải là tất cả những gì mong muốn sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, Kate rất vui mừng khi có một tôm lớn. Sáng tạo của Mary không bao giờ kết thúc. Và cậu ấy biết một ít chanh chua có thể kết hợp với cả những thứ ngọt ngào để làm mọi thứ tốt hơn. Nhưng Kate rõ ràng nghĩ rằng đó là một cách chống lại các quy tắc. Ôi, thật là xấu hổ. Mary thực sự là không thích một tí nào. Kate, một fan hâm mộ lớn của hải sản. Cậu có sẵn sàng làm việc không? Là những thứ bạn muốn câu được không? Không gần như ngon như tôm. Thử lại nào. Con bạch tuộc sao? Mọi thứ đã đi từ xấu đến tồi tệ hơn. Thử lại lần cuối nào. Cuối cùng cũng làm được rồi. Hoàn toàn hài lòng với chính mình và món ăn. Ngon thế. Bây giờ tốt nhất bỏ những thứ này đi đi. Mở nó lên nào. Wow, một chiếc bánh rán. Và đó là hai màu khác nhau. Lại còn to như thế này sao? Wow. Có rất nhiều cho cả hai cậu. Mỗi người sẽ ăn bên của mình. Kem này ngon quá. Phải chia sẻ để thử hương vị khác nữa. Ý tưởng hay phải không? Ồ, có thể đã quá nhiều như vậy. Có lẽ không nên hoàn thành tất cả. Nhưng hình như là quá nhiều rồi. Đáng ra không nên ki bo như vậy. Nhưng Mary không sợ. Ngay lập tức mặc đồng phục y tá vào làm việc. Cậu sợ bác sĩ sao Kate? Thôi nào. Có một keo thuốc cho cả hai cậu. Một viên thuốc đầy màu sắc ít đáng sợ hơn nhiều so với những công cụ khác. Được rồi, hãy xem những gì sẽ xảy ra nào. Vâng, cả hai đã trở lại hoàn hảo rồi. Và tôi tin rằng điều đó có nghĩa là thử thách có thể tiếp tục. Tôi chết vì mong đợi ở đây mất. Mary, cậu có một cái gì đó tuyệt vời phải không? Kate trông rất là ghen tị. Xác thì những miếng bibim đỏ có hương vị gì? Nhưng đừng quên chúng đi kèm với một thứ khác mà cậu phải sử dụng. Và phải dùng rất nhiều. Dù muốn hay không, wasabi. Phải thử thôi nào. Khoai tây cùng với wasabi chắc chắn tạo ra hương vị nguyên bản. Nhưng cho Mary quá cay.
Phù, tốt là cậu đã có thứ gì để dập tắt những ngọn lửa đó. Còn Kate thì rất là vui mừng. Con chim mồng hạc của cậu ấy nhìn ngon hết mức có thể. Mary sẽ không ủng hộ điều đó. Nếu cho thêm một chút vị dâu tây vào món ăn, tất nhiên là Kate sẽ chớp lấy cơ hội rồi. Một cô gái ngây thơ tội nghiệp. Đó thực sự là kem đánh răng. Khá buồn cười phải không? Nếu không phải là Kate rồi. Tiếp tục nào. Ôi, màu xanh lá cây dễ thương. Và Kate cũng có một núi bánh quy. Cậu có thể bắt đầu từ đâu cũng được, chắc chắn sẽ rất ngon. Và còn ngon hơn với cả sữa. Một điểm, có rất nhiều bánh, cô nghe là cũng cần nhiều sữa. Đúng vậy Kate, chính là như vậy. Cậu chỉ cần một chiếc thìa lớn thôi. Các cậu cũng thích những chiếc bánh quy này đúng không? Hãy nhìn xem, Kate rất yêu thích chúng. Mary biết, bây giờ cậu ấy cũng cần sữa rất nhiều thức ăn. Ở đó có gì vậy? Kẹo xanh. Hay quá. Nhưng không hiểu sao chỉ có một. Và chiếc lọ sẽ không bao giờ cho cậu ăn một khác nữa. Trời ơi, thật là đáng giận. Mary vừa mới nổi điên lên. Nhưng ngay cả khi cậu kiểm tra từng viên kẹo một, cậu sẽ thấy rõ ràng không còn viên nào màu xanh nữa. Xem trong vòng cuối cùng có cái gì nào. Mì và bỏng ngô. Cuối cùng thì ai cũng vui và không ai buồn cả. Kate có thể ăn cả tấm mì như thế này. Đây là món ăn yêu thích của cậu ấy. Nhưng có một vấn đề. Sợi mì có tính cách. Hóa ra ăn không dễ dàng như vậy. Mary bây giờ sẽ thể hiện mức độ cư xử tốt. Vâng, cậu chỉ cần có khả năng kiểm soát bản thân là phải không? Nhưng Kate muốn giữ bỏ sự kiêu ngạo của mình một chút. Và một người dễ thương như vậy sẽ giúp ích cho việc này. Bóc răng bơ kiểu gì vậy? Bịt tai lại đi. Gì tốt hơn cả một thử thách. Đăng ký kênh của chúng tớ và gửi liên kết này cho các bạn bè nhé. Chúng tớ sắp có nhiều video vui nhộn khác sắp ra mắt rồi. Hẹn gặp lại.